Rồi mình dở là không nổi luôn nghe cô chú anh chị các bạn. Không nổi luôn á. Nó nặng á, nó chì luôn á, nó chì xuống á. Nè. Quá đẹp luôn rồi. Quay cái quay thử cho à đó, chưa biết rồi con chăn có móng nha. Dạ, dạ. Cái đuôi chăn có móng dài làm lầm cũng tiếp cho. Trời ơi, trời trời trời. Dạ. Dữ gì hả thứ? Dữ vậy. Tôi nói cái mặn này trái như tầm ruột luôn nha. À, không biết cỡ nào rồi đó. Ờ gì hả? Chú Tư nói là cái cây này, cái cây mặn bên đây là trồng trước. Anh xong mấy vlog cũng chào cô chú anh chị các bạn nha. Trong vlog đang có mặt tại hấp hồi đồng hấp này cô chú anh chị các bạn. Ở đây là nhà của chú Tư Hậu. Có chú Tư Hậu có điện mình có một con chăn bạch tạng muốn bán nha cô chú anh chị các bạn. Mình đã tìm đến đây để đến nhà của chú Tư nè. Rồi cô chú anh chị các bạn theo chân mình để vô khám phá con chăn này như thế nào nha. Rồi cô chú anh chị theo chân mình nha cô chú anh chị. Dạ bắt luôn hả chú Tư? Dạ bắt. Dạ. Dạ bắt. Nói trước chú Tư cũng tình đánh Campuchia ở An Giang nữa hả chú Tư? Ừ, chú ở bộ đội lúc đó chú sau năm sau giải phóng rồi chú là giáo viên trường huấn luyện của bộ đội ở trong quốc toản. Dạ. Năm 79 chú đi học sĩ quan ở Sóc Trăng á. Dạ. Rồi mới đưa ra sư 79 đưa chú về chị Lan năm năm 79 á. Về chị Lan chú ở đó rồi mấy tháng. Lúc miền đánh xuống nó chú ở chị Lan. Rồi ở mấy tháng rồi xong rồi giải phóng Campuchia xong năm 79 giải phóng Campuchia xong rồi chú mới về. Dạ. À, tỉnh độ mới rút chú về Phụng Trị. Phụng Trị của tỉnh độ tỉnh là Tháp Bình A. Dạ. Mày lúc đó là lên đó đâu có biết ai quen đâu, rồi ông già ông nói mày có một chú ruột chú bà Sinh, bởi vì tôi họ Thái thấy ông Sinh mà. Dạ. Rồi chú ba mày có lái chiếc tàu ở từ mà chợ Long Xuyên vô chợ Ba Bằng. Rồi chú Bến Tàu mà gặp. Rồi đi ở Chi Lăng về đó kêu quá kêu rồi đâu có quen ai quen đâu, rồi lại công an báo công an về, rồi từ đó rồi chú mới về năm 79 chú mới xin chuyển ngành vị trí nông nghiệp, rồi chú về đây ở tới giờ luôn á. Về sở lúc về lúc đó vị trí nông nghiệp. Dạ. Vị trí nông nghiệp rồi vị trí nông nghiệp cái chuyển chú về nông trường nông cát, rồi chú về nghỉ năm 92. Rồi năm 92. Dạ. Chú Tư là hồi xưa là cái gốc gác của mình là ở đâu ha chú Tư? Gốc gác của chú ở Mỹ Quý. Dạ, rồi sau này ông già ông mua đất ở trên Cầu Lãnh, trên phường Hòa Thuận cái xã Hòa An một cũ một lần á. Dạ. Rồi chú mới ở trển rồi sau này mới chuyển công tác về nông trường nông cát, rồi trở về Mỹ Quý cũ nữa. Dạ. Bây giờ là ở xã Mỹ Quý. Dạ. Rồi hai vợ chồng già sống bây giờ đó, rồi ba đứa con thì hai đứa con gái thì nó có chồng hết gia đình trên rồi, còn nhỏ Út bây giờ nó hiện giờ nó làm ở Cầu Lãnh, nó làm ở bên giám định y khoa bên giám định bệnh tật á. Dạ. Rồi thứ Tư giờ ở đâu ha? Ở nhà đang ở trong nhà đó. Ở nhà đây luôn ha. Buổi trưa. Cũng buổi trưa rồi, tầm 12 giờ rồi. Chị Lan năm đó là năm đánh với Campuchia là năm 78. 78, dạ. Năm 79, 2 năm. Dạ, 2 năm. Giải phóng Campuchia là chú không nhớ tháng rồi, giải phóng cũng là coi như là năm 79 là giải phóng. Dạ. Tháng 7 năm 79 giải phóng. Dạ. Mấy chú có ghi vậy. Dạ. Quên. Rồi sau cái đó thì là mình về đây là mình lập nghiệp ở đây luôn tới giờ. Sau đó là chú mới chuyển ngành, bây giờ lúc đó ở quân đội mới chuyển về tiên nông nghiệp mới. Dạ. Chuyển về nông trường nông cát, trong này có cái nông trường nè. Dạ. Rồi chú ở tới giờ ở đây lập nghiệp luôn tới giờ. Dạ. Sắp sắp luôn. Chú Tư là có mấy người con hả chú Tư? Ba đứa con. Mấy trai mấy gái? Ba đứa gái không? Không, ba đứa gái thôi. Ba đứa năm à. Ba của con chúa. Khoảng 4 năm. Dạ.
cháu ngoại là chắc cứu à. Dạ. Cháu nội của Vi Lai. Dạ. Nói chuyện cũng vui tánh nha. Không mà có khi đụng chạm với cha có tôi nội chứ. Dạ dạ dạ. Đúng rồi. Không. Dạ. Nhưng mà thông cảm đó, mình cái đó mình nói lên để mình đang ngủ cho bản thân mình gì mà cháu ngoại không à. Dạ. Giờ biết sao giờ. Cháu ngoại. Cháu ngoại là cháu của mình ha. Đúng rồi. Cháu nội có khi ngày lai phải không? Dạ. Nhưng dâu đi lấy khác rồi đẻ con này không có tiếp xúc đâu. Dạ. Khi mình ông nội. Không, không. Con gái cháu ngoại là chắc ăn nha. Hả? Cháu ngoại là chắc ăn nha. Chắc cũ luôn. Mình nói vậy để ăn uống thanh thôi. Nói chung là cháu nào cũng cháu, con nào cũng con. Dạ. Cái số mình vậy rồi thôi. Con nghe nói là chú Tư có nuôi một cái con chăn bạch tạng hả chú Tư? À, có. Dạ. Bạch tạng giờ nó khoảng gần 50 kg. Gần 50 kg. Gần 50 kg. Vậy là lớn lắm ha chú Tư. Mới cú nó đưa lên đại đây ở ngoài Bắc nó mới điện vô nó kêu bán cho nó bởi vì kêu 100 triệu nó trả 90. Dạ. Dạ. Không ấy tao đi kiếm trăng trăng đực thả. Dạ. Nào? Dạ. Như vậy là con trăng này là con trăng cái. Trăng cái. Dạ. Mà bây giờ là kiếm con trăng đực màu đen trăng đực màu trắng không có mà bỏ trăng đực màu đen vô nó không chịu nhảy. À, bỏ mấy lần nó không nhảy, không chịu nhảy, không đồng màu nó không chịu nhảy hay dạ. Không nhảy đó. Bỏ mấy lần là nó không nhảy để mình kiếm trăng con đó mà không bao giờ có trăng con đó biển đâu có nhảy đâu. Dạ sao ngộ quá ha chú Tư, không biết thì được. Mình cũng không biết luôn ha, không biết nguyên nhân luôn ha, không biết nguyên nhân nó luôn. Dạ giờ là kiếm chồng cho nó mà kiếm con trắng như nó dạ kiểu, vậy là giờ đang kiếm mối để thôi giống gả phải không? Dạ. Là mà con trăng này mình nuôi bao lâu rồi ha chú Tư? Khoảng 5 năm à. 5 năm rồi ha. Lúc trước là mình nuôi nó là có nó bị lớn. Đó chú mùa nó đâu có dài khoảng từ 6-7 tấc kìa. Bởi vì bà hồng mua còn nhỏ trứng nó mới nở mà nguyên bài trăng mấy chục rồi chú lựa được con trăng trắng gì đó người ta bán vì trăng lúc đó có mấy trăm ngàn con mà chú mua trăng này tới 1 triệu mấy 2 triệu cũng mua giá cao đó. Dạ. Giờ nuôi thấy lạ, chú đi làm mập rồi chú thấy. Vì là nó cũng xuất xứ ở gần đây luôn hả Tư? Ờ, nó ở Đồng Tháp. Mấy năm đó trăng có giá, trăng con có giá đó. Dạ. Rồi chú gặp trăng trắng này chú mua thấy nó lạ lạ chú mua về chú nuôi. Dạ, nuôi được 5 năm rồi ha. Chú Tư đây thì làm nghề mộc nha. Đóng bàn, đóng ghế đâu ha chú Tư? Bàn, đóng ghế. Dạ. Trên điêu đồ làm đủ thứ hết. Dạ. Dạ, rồi bây giờ đâu đi làm đâu nữa. Dạ. Đi làm chứ không phải không đi, đi làm rồi làm ở nhà được trước. Mấy cái máy ông đẩy cái mất mẹ nữa lắm. Mèn ơi. Nghĩ thích cả nửa tháng nay làm đâu. Dạ. Mới làm. Thôi đi vô, đi vô. Dạ. Rồi đi vô trong chống thăm cái cô Trăng ơi. Đây nhà của chú Tư nha, cô chú anh chị các bạn. Bạch tạng ha. Ôi trời lớn dữ lắm, lớn luôn. Ra chơi mà ơi, có mấy chú rồi thăm mà. Vô vô anh hai. Thấy hiền không hả Tư? Hiền khô ha. Nay qua thăm vườn nha. Xin con quay cái cô công chúa. Dân thành phố nó xuống nó mượn nó ôm quay phim nó chạy xe ngoài đường lộ nó quay cái đầu rớt dưới đường nhựa nó cạo hết. Ờ vậy hả chú? Rồi giờ nó giờ nó móc lại bây giờ nó lành lại hả chú? Nó lành lại ha. Lành lại đó. Trong đó cũng có con trăng ấy hả chú? Trăng đực tôi mới ra bắt về bỏ nọc rồi mà không có nhảy con mẹ trên mấy năm rồi đó. Đây nè cô chú anh chị ơi. Trình hợp vô nghe nguy hiểm nha. Sao đâu nó khô hiện ha. Khô. Ồ đây. Nó chất lớn rồi. Vì là cái con trăng kia là trăng đực mà bỏ vô không không chịu nghỉ được hả? Không nghỉ mẹ chứ. Vì là nó không chịu ha chú, không có chịu mà mấy lần rồi chứ bộ dạ. Trăng này tôi mới ta, không hiểu ta. Không hiểu luôn, không đẹp chứ không đẹp. Hay không là không cô nàng này không chịu con trăng kia. Trời ơi. Trời trời trời. Đi ra. Không có gì hết, đi ra đi ra. Nó khè dữ vậy hả Tư? Khè dữ vậy. Rồi, đi ra đi ra đi ra chơi đi ra chơi. Đi ra. Ồ, ok. Chú Tư ôm ra nha. Có gì chết à. Ôi.
nó nặng dữ rồi nè. Ờ, ông xích từ từ anh hay. Từ từ. Ôm đi. Nói không nghe, nặng dữ lắm. Mèn ơi, lớn dữ lắm luôn, chú Tư cổng luôn kìa. Ừ. Rồi. Mèn ơi, lớn dữ lắm nha. Có gì cho ra ngoài giống rồi đi. Trời ơi, hai người ôm luôn nha cô chú. Đây quay ra cái này, cô chú anh chị ơi, đứng chỗ này giống trống con quen cái ơi. Nó nè, à, khủng khiếp chưa. Nam mô Di Đà Phật à. Nó chút lớn rồi. Thả nó xuống đây. Dạ dạ. Trời ơi nè. Đây, khá là to luôn. Cầm đây nha. Chú Tư ôm ra mà chú Tư mệt luôn á. Cái này là mình bề dài nó cỡ bao nhiêu? 3m35. 3m35. 3m35 hả? 3m35. Nó nặng nhiều chú? Nặng 55, khoảng 52 kg. 51-52 kg. Ôi da nó bóng dữ rồi ta. Trời ơi mắc lại nó dưới rồi. Sao nó kè kè con ấn quá. Không có ấn đâu. Trời ơi. Con nào quấn cổ cho quay cái đi. Dạ dạ. Mạnh không? Sao nó mắc cặn dữ ta? Ừ. Con chăn kia có vậy không hả Tử? Chăn kia nó có chăn lên lạnh nè. Ông đứng đây tôi đưa đường cổ không? Nó mang kia quay chơi. Dạ. Dạ đứng đây. Mát lạnh luôn chú anh chị ơi. Chút là cái tay mình chạm vô mát lạnh luôn nha. Không biết là mấy cái con kia thì sao nữa. Cổ vô đây. Cầm vô. Đó. Ồ, nặng. Quá nặng rồi. Trời ơi. 50kg hả? 50kg hả? 50kg luôn. Quá nặng. Rất là nặng nha. Con gung nuôi đó. Da rất là đẹp. Mắt lạnh không? Mắt lạnh. Mắt lạnh luôn nha. Gỡ đầu lên thôi chứ. Trời ơi, gỡ đầu lên đây chú Tư. Trời ơi. Chị cổ rồi. Chị cổ rồi. Chị cổ rồi. Nặng rồi. Quá nặng cô chú ơi. 50kg là lớn dữ lắm lớn. Nè. Đó. Nào giờ là mình thấy cũng rất là nhiều con chăn lớn rồi, mà đặc biệt là con chăn này là có cái màu thì nói chung là hiếm có luôn á. Hiếm có nè. Dạ. Rất là hiền nha. Cái này là nó bạch tạng như là nó đột biến hay sao chú? Đột biến ha. Con thấy là cái loại chăn này là hiếm dữ lắm, hiếm luôn á, không có đâu. Bởi vì đi tìm thằng đựng cái tùm lum hết trơn, giờ Phú Bình Dương đi tìm đó. Dạ. Dạ, mà không có ha. Thì con chăn này là cái này là nó cũng rất là dài. Lột ra là một năm lột lần hay sao nó là khoảng 50 kg. Cho nó ăn tháng là nó lột à. Một tháng lột lần hả chú? Lột một lần ha. Lột lần là nó lớn á. Dạ. Thì là một năm lột mười mấy lần. Tháng là cho ăn là nó đang đói đó. Nó nếu mà bây giờ chú cho ăn là nó phải là từ 6 kg. 6 kg cả. 6 kg khoảng 4 con vịt. Con dạ. Ký rưỡi khoảng 4 con. 4 con vịt ký rưỡi. Hiện giờ là đang đói hả chú? Đang đói. Như vậy là khoảng tầm bao lâu là mình cho ăn một lần hết cái tư? Thì khi nó cho nó ăn rồi xong bắt đầu nó lột xong cái là nó tiêu xong cái bắt đầu cho ăn tiếp tục kia. Là cái thời gian mà cắt với nhau là cho ăn là khoảng tầm mấy tháng? Chừng nửa tháng là cho ăn được rồi. Ờ, nửa tháng là cho ăn một lần ha. Ừ. Dạ, dạ. Dạ. Thấy nó hiền quá ta. Có hả? Mình sợ. Không có gì mà lạnh không? Nè, mắt lạnh luôn nè. Nè. Trời ơi. Mình hết chứ cái mình mát nè. Rồi. Cô chú vậy nè, thấy cái tay mình nè. Cái hết tay luôn là cái quành nó nè. Lớn ha chú Tư. Chỗ lớn nhất của mình có đo không? Đo thử thì anh. Chung là cái khoảng 2 gang tay. Là ở dưới là khoảng 2 gang tay đi. Coi như 2. 2 đúng rồi. 2 là 4 đó nha. 4. 2 gang là 4 đó. 4 tắc. Đo một tay có mấy phần nữa đó. Dạ có phần nữa, vậy là 4 tắc. Nó cực lớn à. Nó dài 3 thước 35. Đó. Thì quành là 2 gang. Hết sức lớn rồi ta ơi. Công nhận thật chứ. Đó là từ 3 con vịt hả chú Tư? 4 con vịt. 4 con vịt. Con là 4 con đó. 4 con vịt. Con là 4 con vịt. Chủ yếu là ăn vịt hả chú Tư? Có dạ. Ăn chuột gì không? Trời ơi chuột tôi gài đạp đây thả vô nó ăn như chỉ răng. À phải rồi. Quá nhỏ rồi. Con vịt quá nhỏ. Quên con chuột. Mà con thấy nó hiền, thấy nó
thì cô mà nó xuất chuồng đi mấy lần rồi nó cũng về hả? Cái gì xuất chuồng đi hả? Ờ. Mẹ ơi. Rồi rồi đi là nó trở về hay là đi, sao thứ tư? Đi về nó về leo chuồng đâu được đâu, rồi nó nằm dài với người. À rồi. Có lần đi ra đường lộ này nè người ta gặp. Dạ. Thấy lạ quá ta đâu có đâu dám đúng bắt. Rồi đúng rồi. Rồi, rồi cái này mà nửa đêm mà gặp ngoài đường lộ cái chắc mình cũng hết hồn chí luôn. Không có bỏ đi luôn ha, nhưng mà nó vòng vòng ngoài thôi nha. Dạ. Đợt sau nó đi 4-5 ngày à, kiếm không gặp. Đi 4-5 ngày luôn hả? Ờ, 4-5 ngày kiếm không gặp, tưởng đâu nó đi ngoài mất rồi. Rồi sao vô biết nó nằm khoanh không biết. Ồ. Vậy là nó bỏ đi cũng quay đảo về nhà lại à. Dạ. Trốn ha. Chắc lâu lâu buồn đi dạo chơi. Tại vì lúc đó cái chuồng mình ở dưới là mình dán á. Dạ. Lâu quá cái nó mục. À, chống lỗ rồi anh đi ha. Lọt anh dưới. Dạ. Sụp. Con thấy như là này nó mới lột hay gì đó tư? Không, lột lâu rồi, mắt đục rồi lột nữa nè. Ồ, con mắt nó đục hả? Con mắt đục là lột nữa ha. Ờ, mắt đục nó lột nữa, cái này nó gần lột nữa. Một năm gì là lột bao nhiêu lần chú? Trời ơi, cả tháng cho nó ăn nhiều là nó no là lột hả? Dạ, là tháng nào cũng lột ha, mình nếu mà cho ăn nó no cho ăn no là tháng nào cũng lột. Dạ. Nó thật lớn hả? Mỗi lần nó lột là nó lớn hay sao chú? Mỗi lần lột, mỗi lần. Vì mấy ông kia mấy ông nói không biết tăng cá tăng đực, tăng này tăng cái nè, thấy không? Biết theo tăng cái không? Dạ. Là cái sao móng tức? Này nó cục ngắn nè. Dạ. Còn tăng đực cái móng nó dài nó bị nó có móng. Cái móng là sao theo tư? Có móng này nè. Cái móng là sao ta? Có móng như cái móng. Không lẽ như cái cửa gà sao? Ờ như cửa gà nhỏ. Vậy. Ủa? Nhỏ ta. Này nó tăng cái nó. Có dạ móng, dạ, nào như con không biết trong mình. Này móng đen đen. Quay thử cho. Cái này cái móng đen đen là ha. À, đó. Đây, nào giờ là mình chưa biết mà con chăn có móng nha. Nó có hai cái móng, hai bên hai dạ, móng. Dạ. Cái đuôi chăn có móng. Mà con chăn đực thì cái móng nó dài, con chăn cái có móng dạ. Chứ. Đem quan sát vô cho bà con ta coi ta biết là con chăn là có móng nha. Cái móng đực nè. Dạ. Cái móng dạ, nhỏ. Y gà như cửa gà vậy ha. Nhỏ. Điều này là hầu như là đó giờ chưa ai biết đâu. Bởi vì con trăng ta đâu biết trăng được trăng cái. Dạ. Bởi vì trước đây là chú có nuôi trăng trăng mái chú bán, trước đây chú nuôi trăng gấm mà là khoảng 70 kg, nuôi chuồng nó bị chúng nó trộm mất. Dạ. À. Vì là nó bự hơn con này nữa hả chú? Trời ơi, con kia bự lắm, con kia bị hoành 3-4-3, 7-8-7, 50 kg. Cái bờ dài nè, hết hồn không? Đó. Đây nè, cho bò mình mới đo được cái độ dài nè. 3m35. 3m35. Thấy khủng khiếp chưa? 3m35. Nó rất dài rồi. Làm gì biết đường đi vô chuồng gì ta? Bò vô đường vô chuồng. Nó chút thôn mà. Mà mình để con quay cái lượng cái vô tịch. Quay lượng không? Ôm không? Ôm lên quay lượng nè. Ôm cái thử cảnh nó cảnh. Lượng nè, trời ơi. Giờ mắt anh á. Cái lượng ngộ ta, cái lượng này giống như cái lượng con rắn quá ta. Thì nào giờ con chưa. Mấy con chăn kia là con nhớ nó có quằn ta mà con này giống cái lượng kia con rắn dữ người ta. Vậy đó. Vô. Rồi lôi vô ha. Vô. Cảnh lên từng cổ nó không cảnh thử ra cho này thử ra thử lên mắt lạnh thử cho biết tàn ơi có gì đâu mà sợ rồi nước đầu vô đi trời cho em mình chừng ghế từng cổ dạ thử nghiệm à đâu quắn luôn rồi từ gỡ ra hả đó dở lên thử cái nổi không dở lên hết luôn rồi cảnh đây tu rồi mình dở là không nổi luôn nghe cô chú anh chị các bạn. Không nổi luôn hả? Không nổi luôn á. Nó nặng á, nó chì luôn á, nó chì xuống á. Bở gịch cái đầu ra. Nè. Vịnh vậy đó. Có gì đó. Quá đẹp luôn rồi. Anh sợ. Tiền đúng không? Tiền đúng không? Tiền đúng không? Sợ ơi, sợ ơi, anh sợ. Chúng tôi quen rồi cho nên là giờ giỡn nó lên tiếp. Để vậy từ nó bò vô à. Dạ. Rồi. Tự lại. Nãy quên đem ra đo dưới con chăn kia cho thấy cái độ lớn dữ dội không? Chăn kia cũng có 50 kg hả? Không được đâu. Nó xíu. Ừ. Mình để từ từ nó bò vô đi ha, tự. Dạ đây nè. Trời tự rút vô luôn ta ơi, nó chết khôn ha. Chú Tư ôm là chú Tư mệt luôn á. Chú Tư cứu bắt ra thằng nó đụng mà tao không nổi. Bắt thằng kia tiếp. Cũng trồng cổ này nó thằng kia nó
đi con khác người nó trồng khổ. Tại để nhân bỏ cho nhẹ thôi. Dài quá cho nên vô là phải quấn đầu người lại. Cái ruộng này cái bị dài nó có 2 thước mấy mà nó có 3 thước mấy. Dạ. Nó không có thẳng mình được. Đụng nó nhảy. Do cái chuồng của chú Tư cũng hơi nhỏ hơn. Hay là con kích thước bị dài đó. Con nó phải quấn được chặt được. Chú Tư nó nhỏ quá rồi nó không phải. Nó không chịu ha. Không phải, màu nó không chịu. Nó màu nó không chịu ha. Chịu. Tại vì nó không ngủ ta. Vì là nó nằm trong hoài vậy mà nó không có không được rồi ha. Tôi chịu ngộ ta. Không hiểu luôn ha. Không hiểu luôn. Dạ. Nó chất lớn người ta ơi. Trong đời đó giờ là mình đi gặp rất là nhiều chăn, nhưng mà đặc biệt cái con chăn này nó vừa lớn mà nó lại có cái màu phải nói là rất là đặc biệt. Nó ngậm gu luôn. Sao nằm gu ta mà thằng. Ngậm gu. Thì đây mình để camera vô thử nó khè không nha. Không không không, để vô bình thường nó khè. Không khè luôn hả? Không khè nãy giờ. Sao là... hồi nãy là mình dở lên nó khè dữ vậy? Mới nó lạ hơi nó khè đó. Nổi đó hả? Vô mỏ là cũng không khè luôn. Thử coi. Khác vô mỏ là khác luôn, mũi luôn, không khè luôn. Nằm im nghe mày. Nó táo hồi chú Tư. Không có, để khác vô đi. Trời ơi, có gì tôi chịu cho. Khác vô. Hình ru luôn ta ơi. Hiền hết chứ hiền rồi. Hiền khô hả? Thấy bự kình càng gì mà nói là nó hung lắm mà gì mà nó hiền ta ơi. Ồ, không có nha. Nó sức lớn rồi. Cái đùi gầy không mà bị lớn rồi. Thôi luôn. Vậy là được 5 tuổi rồi hả chú Tư? 5 tuổi rồi đó. Dạ, 5 tuổi rồi. À, có dự định là bán chú chăn này đi không hả chú Tư? Dạ, chú bán. Hôm rồi, dạ. Chú hỏi chú bán 100 triệu, rồi có người đã 90 triệu rồi. Dạ. Dạ. Như vậy là chú Tư dự định là kêu cái giá con chăn này là 100 triệu. Đúng. Nhưng mà có người trả 90 triệu rồi, nhưng mà chưa có hành giá. Ừ, nếu mà dạ. Không bán không được 100 triệu thì chú... đi kiếm trăng đực bỏ nọc á. Dạ. Dạ. Cứ đi gả. Dạ, vậy là đang kiếm chồng ha, kiếm chồng để gả cho chị ha. Dạ, cho chị. Còn không có ai có 100 triệu thì rước về. Dạ. Có 100 triệu rước về. Dạ. Mới vô thì mình cảm giác là thấy nó khè mình. Hết hồn không sợ mà. Chút xíu cái là thấy nó hiền lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra ngoài hè mình quay cái vườn mặn của chú Tư đây, rồi chút xíu mình vô thử coi nó cái cảm giác nó còn như vậy nữa không nha. Không không, vô bắt nó vô. Trời ơi, để hồi vô thử lại cái nữa coi. Vườn mặn là ở phía sau hè luôn hả chú Tư? Đây rồi, đem xe dắt vườn chút nát nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra phía sau hè. Thầy, chú Tư có một cái vườn mặn. Bây giờ mình sẽ ra heo chú Tư ra sau hè để hâm vườn mặn của chú Tư nha. Chú Tư nói mặn này là mặn quả ăn nha. Quả ăn là nói chung là người đó giờ là nổi tiếng rồi. Mặn này là chú Tư nói là mặn hòa ăn nha. Trái gì mà chú Tư nói rồi, chơi còn trái ít nữa nè. Trái Tư nói phía sau trái còn dữ dội hơn nữa. Ủi ham dữ ta, trái chùm chùm nè. Chùm chùm luôn. Hồi phía bên đây trái còn nhiều hơn nữa nè. Trái gì tầm vuột luôn hả? Trời ơi. Kích luôn rồi cô chú anh chị ơi. Hay ham không nè. Nhưng mà trái khủng khiếp vậy ta ơi. Như tầm vuột. Như tầm vuột luôn. Đây nè. Trời ơi, cái này mà có ở nhà mà mua được cái cây gì cho trồng. Im dữ vậy ta.
có chiếc sẵn không ha chú Tư? Không, ta đặt cái chiếc. Dạ. Dạ. Rồi phải có, cũng mua vài cây về nhà trồng thôi. Ham dữ rồi ta ơi. Ôi ôi, ngọt lắm không chú? Chua ngọt chứ không phải như bạn kia. Dạ. Nó chua ngọt chứ không phải như chua ngọt ha, chua ngọt ha. Dạ 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 nha. Chú Tư bẻ hướng trái ăn nha cô chú. Nó chua ngọt chứ không phải là nó ngọt như các cái loại mận khác. Không nước. Chú Tư chăm sóc làm sao mà trái dữ vậy chú Tư? Chua ngọt chứ không phải là nó như mận kia. Này nhậu lưu đế chấm mua ớt thì thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó chua, nó chua chua ngọt ngọt. Nó là đặc biệt, là đặc sản của nó là hấp cá lóc. Hấp cá lóc ha chú Tư. Rồi rồi, cô chú anh chị nhìn trái nè. Chú Tư nói mặn này trái như tầm vuột luôn nha. Là không biết cỡ nào rồi đó. Trái kìa. Sum xê luôn. Dạ. Kìa con thấy nó rụng dữ quá nhiều ha chú Tư. Nó nhiều, nó nuôi không nổi nữa. Nuôi không nổi ha. Dạ dạ dạ. Mà con thấy là sát mé nước đó nghe mà. Nhìn mà vô cái vườn mặn của chú Tư mà không mê mới sợ á. Trái nè. Không rảnh chụp hình biết nhiêu vô. Cái vườn này là bao nhiêu công đắc hả chú Tư? Cái này coi như cái clip này bên đây, clip bên đây chú trồng mặn, còn mình chú trồng ổi. Dạ dạ. Trồng mặn là đây ra tới ngoài luôn ha. Ờ đây tới ngoài khoảng chừng hơn 100m ạ. Hơn 100m nha. Tại đây mình trồng được nhiêu gốc ha chú Tư? Hai cái này là chắc cũng được khoảng 60 gốc ạ. 60 gốc. Vậy là mình cũng có chiếc nhánh mình bán cho bà con luôn ha. Nhánh bán cho bà con vô nè. Còn cái phần trái này là mình cũng trời ơi, chú mới cắt đi bán hồi sáng 30 kg rồi nè. Dạ. Nó ở trên cái bánh đặt nữa, mới chở đi bán nữa nè. Ngon quá. Quá trời xài trái rồi, trời ơi. Công nhận cái giống okay. Gì trái dữ vậy ta ơi. Gãy nhánh này gãy. Gãy nhánh luôn rồi kìa. Nhánh này gãy luôn rồi. Đây đây đây. Rồi đó giờ là ông bà ta nói là trái mà gãy nhánh là có thiệt nha. Đây ý là chú về trồng dây chằng đó, cộng dây bành kia đó, mặn là trái gãy nhánh chằng dây nè. Dạ, rồi rồi trái nè cô chú anh chị ơi, hết hồn luôn đó. Hôm nay cái mặn này là coi như nó mới có trái rồi. Này là sao, trồng sao hả gì? Cái này mà mở du lịch được hả chú Tư? Thì tao tính bán căn được, tao mua mùng mua à. Mà làm mở du lịch luôn mới được. Ôi ôi bên đây nè. Nhìn vô một cái rồi. Cô chú anh chị nào mà có rảnh thời gian, nói chung là qua nhà của chú Tư hiện tại đi. Rồi xem cái vườn mặn của chú Tư. Trái là kêu bằng là trái gãy nhánh. Gãy đó. Nhánh luôn đó. Đây nè nè. Trái gãy nhánh luôn nha cô chú. Chằng nè. Nha. Không chằng rồi, không chằng rồi uống rồi. Chú Tư phải chằng cây luôn nha. Cái này là mới có chưa có chín đó. Chưa chín nó còn non này hết. Nó mới có ẩn ẩn lên thôi đó mà phải chằng như vậy nè. Trời ơi, trái này cô chú anh chị ơi. Thấy ham chị. Cũng tiếp trái luôn. Đây tới đây là hết cái quá nhiều rồi. Quá nhiều. Dạ. Tức là tôi tiếp ba cái mặn trái nhỏ tôi bỏ tám gốc đi. Nhỏ là bỏ bớt đi ha. Bỏ bớt thì mình hết sức trái rồi, phải nói là cái giống này nó trái sai dữ vậy hả chú Tư? Nói chung là không biết ở trên cái nguồn gốc nó làm sao mà chú. Dạ. Chú lấy ở trên quan về chú trồng. Dạ. Chú trồng rồi hắn nói chịu dùng đất này hay là sao không biết gì cả. Chú Tư có gặp ở trên cái chỗ mà mình mua đó là nó trái nhiều vậy không? Trái không có bao giờ có cây nào trái vậy hết. Vậy hả? Ủa ngộ hả? Vậy là cái loại mặn này nó hợp với thời tiết ở đây hả? Nó không có xài, hợp với cái mặt đất của chú Tư ở đây với cái thời tiết nữa. Nó xài trái ha. Dạ. Nó xài trái rồi nè. Cô chú anh chị ơi, nhìn nói chung là cái này mình có thể là mở ra khu du lịch sinh thái được chú Tư. Được. Quán một căn rừng mới có tiền. À dạ. Khu du lịch sinh thái được á. Vì tại vì mình ở phía bên kia mình có vườn ổi đó ha chú. Vườn ổi đó. Dạ dạ, vậy là hai bên luôn. Ủy ban xã nó kêu mở đi. À vậy hả chú? Rồi chú nói nó chưa có vốn. Dạ dạ dạ. Ủy ban xã nó kêu chú mở khu lịch sinh thái cho anh em ta vô ta tham quan. Dạ. Nó cợ luôn, bây giờ vốn liếng mở ra có tiền nhiều lắm. Chắc là nào giờ mà cũng chưa thấy mặn nào cả. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mà màu đẹp ghê không? Dạ màu đẹp nữa. Ở nhà con thì có trồng mặn trắng chú. Mặn trắng. Tôi.
Vậy là nó gãy nhánh nữa rồi. Dạ dạ dạ, mặn mặn quá. Quá xum xê luôn. Đùm đó gãy nhánh nữa rồi kìa, chắc nó lớn lên cái nó dạ. Thì như vậy là màu gì là nó đã chín không chú? À, màu đỏ giờ nó chín rồi. Dạ vậy là nó chín ha. Thì chú Tư nói về màu như gì là chín hết rồi. Nhưng mà trái rất là sai luôn, có nhánh có thể là mặn được. Xà tới dưới đất râu nó đen gì nè, râu nó đen gì là nó chín mặn ngọt. Dạ là cho mình dòm cái râu ở dưới cái đít của trái mặn gì ha. Đây nè các cô chú các anh chị thấy ha, nếu cái râu nó đen gì là nó chín nha, ăn ngọt. Ngọt chú Tư nói nha, cái loại trái này nó cũng không có lớn hung ha. À, chú nó Tư không lớn hung. Dạ nó tầm mới lớn là hết cút ha. Nó lớn gì là hết cút. Cái trái râu đen này ăn nó ngọt, ăn thử coi. Dạ. Râu đen ăn ngọt, còn mà râu nó còn xanh vậy này thì ăn nó hơi chua. Dạ. Râu đen vậy là nó dạ. Dính tới phải không? À, chín phải không? Để mình ăn thử cái này, để mình để mấy cái kia. Ngọt hơn không? Ừ. Rất là ngọt. Ngay luôn. À. Đúng rồi. Ngay luôn. Râu đen thì là nó ngọt. Như mình bẻ trái hơi non á. Ngay ta. Ngon quá. Trước đây thì chú trộm ba mùng này, chú trộm mùng này mà không có đủ khả năng trộm. À, trộm lại đặng cho nó giữ cái trái hả chú? À, cho đừng ban rùi vàng vô. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng cho hư trái. Ừ, đừng cho rùi vàng vô. Yên như tầm vuột không? Dạ, yên như tầm vuột luôn á. Vô đây là mê là không muốn ra đó. Qua năm nay cái hàng mặn này tao làm có tái về cái điện chưa? Dạ dạ. Tại ham chứ. Vô giờ mặn muốn ra luôn. Nào giờ nào giờ đi quay vườn chưa chốt có gì mặn nào vườn đó. Dạ chưa. Con quay vườn đủ hết trời đủ hết trái vậy. Mà chưa thấy vườn mặn nào trái nhiều như vườn mặn chú Tư à. Ủa mình bung lưới này là làm gì hả chú Tư? Cầm đựng cho rùi vàng. Đựng cho rùi á. Con gì? Rùi vàng, rùi đục vàng. Trái đó. À con rùi vàng rồi đục trái ha. Ủa sao con thấy cây này trái bự nè chú Tư? Mấy trái bẻ còn sót nó bự đó. Trái bự, bẻ trái bự ăn coi. Cái nguyên khu này là của đất của chú luôn hả chú Tư? Luôn dạ dạ dạ. Ồ ôi. Ồ, phía này cây mà cây này lớn quá ha. Cây này là nó lão rồi, 6 năm rồi. À, vậy là mà phía này là cây này trồng trước hả chú Tư? Cây này trồng trước rồi chú chiết cây này ra đó. À vậy hả? À. Chú Tư nói là cái cây mặn bên đây là trồng trước, đặng chiết qua cái cây mặn trồng sau này. À, có nghĩa là cái cây mặn lớn này là cây mặn gốc của Hoàng. Rồi chú mới đầu tiên đấy ha. Đầu tiên. Dạ. Thì ra đây nè. Đó đó. Con thấy cái cây đầu tiên này làm như trái không có lớn bằng cái cây hiện tại nghe chú Tư. Nó bị lão. Dạ dạ nó dạ. Già ha. Cái này nó lâu rồi phải không chú Tư? Lâu rồi. Hàng chi. Nó mình thấy trái nó là giống như nó nhỏ là hơn. Cây này rồi chú mấy cây này là chú chiết qua trồng nguyên mấy hạng bển ha. Dạ. Cái cũng còn nhiều chứ. Dạ 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 đúng rồi. Lớn nè. Dạ. Nhờ nó còn sức chú Tư. Lắm luôn nè. Đùm đùm còn mấy cái bên kia. Đó, đùm 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 không? Gì rồi sao bẻ nổi hả Tư? Gì rồi sao bẻ nổi? Ngày bẻ về 30 giờ 30. Cái này là mình dòm thấy nó giống như là tầm vuột luôn. Nhìn nó cái chung miệng nó hơi đập, bây giờ nó hơi rập thành ra cái nó hơi nhỏ. Ngoài mặn này là mình trồng thêm những cái loại cây ăn trái gì nữa ha chú Tư? Ừ, chú trồng dừa với ổi đó. Dừa với ổi ha. Dừa với ổi. Dạ. Ổi cũng đang thu hoạch ha. Ờ, ổi đang thu hoạch. Dạ. Ổi đang thu hoạch đó. Ổi đang bao trắng trắng đó. Ổi nó cũng ổi vườn luôn hả gì sao Tư? Ổi này là cũng nó kêu bằng ổi gì, ổi nữ hoàng, ổi gì đó. Dạ, ổi nữ hoàng ha. Dạ. Nghe nói chú Tư ở hầm có nuôi những cái con cá chà bạch tạng nữa cô chú anh chị. Dạ. thử ồ. Nghiệm coi nó lên hay không ha. Bán rồi. Chú Tư là chú tầm hàng độc lạ. Trời ơi. Dạ. Chú Tư kiếm mồi đặng nhử công nhận ta ơi. Ở đây nói chung là chỗ chú Tư là heo mà mở khu sinh thái là im đó. Dạ.
cho bà con người ta tham quan. Ôi, nhìn đường chứ chú Tư gà trồng rồi. Cũng đợi kinh phí nha. Vốn phải làm mặt bằng này cái cho xe đồ vô đổ. Dưới mấy cái chỗ hầm này mình vét lại chú Tư cho nó im im luôn. Lắp trồng lắp hết đi chứ. Hoặc là mình lắp lại mình trồng vườn luôn. Không chỗ chú Tư này em nè, rộng rãi. Rồi bây giờ thì chú cháu mình sẽ đi ra ngoài đây để nhử cái cặp mà các cha bạch tạng. Các cha bạch tạng xem là như thế nào nha. Đó giờ mình cũng chưa gặp luôn đó. Nghe mình cũng tò mò đó. Còn cặp hay chưa lỡ cặp giống. Hên lắm mới gặp quá. Chút lâu lại. Nó kìa bên đây thấy rõ luôn nè. Nó ngớp hết hồn không? Hết lớn rồi trời. Dạng không hết tôi. Dạng mà tại vì ít mồi ít con quá nó ăn nó no mồi nó không dễ. Lần nó nhiều lên nó dễ ào ào. Dục mồi xuống nó lên nó ăn trời mít dục mít chín dục nguyên trái xuống xuống lại nó ăn nó nút bụt bụt bụt. Hồi đó có bầy con mới đã ha. Cá cha bạch tạng. Nó cũng chưa đột biến. Còn cá câu gì lớn hết lớn. Ừ, cá chép coi. Mấy loại này chắc cũng đột biến thôi tôi. Nó đột biến, còn chép coi thì coi như hình như cũng giống của Nhật thì vậy. Còn cá tra thì cá đột biến. Rồi có mấy anh cháu nó chuyên môn nó ép cá tra nó bán á. Thì nó cho mấy cá tra trắng này chú về chú nuôi. Thấy mấy con lạ chú bắt về chú nuôi à. Dạ. Bà nó từ phái sưu tầm mấy cái đồ độc lạ ha. Thấy lạ làm. Ở vô không gặp rồi. Đi vô đi. Rồi đi vô nha. Sao để thí đi. Vậy thường ngày giờ chú Tư là mọc phải không Tư? Mọc. Thường ngày thì ghét cho nên thấy là không có cổng nào mà có hai cọc lục bình. Vô đây gặp hai cọc lục bình là nó. Lạ hơn nữa ha, lạ hơn nha. Hai cổng cửa nha. Đồ thì làm mọc ba cái đồ này là bỏ bảy cơ nè, ba cái này là đang còn làm bỏ bảy cơ cũng quét. Dạ. Thải giá là rút. Ồ, cái này là cái gì hết tư? Đó là coi như nguyên cái cây tràm bông vàng cái lõi của nó. Tràm bông vàng cái lõi ha, nhìn đẹp quá ha. Từ nước tàu chứ. Nghe chơi nữa ha. Này để vô coi chú gần coi có nó có khè nữa không nghe cô chú chị các bạn. Để thấy không kỹ vô ta. Nó nặng kỹ gì hả? Nặng đừng rồi. Đúng rồi. Mất hết con 170 kg rồi. Mất hết một con nữa rồi đâu nữa hả? Nó đi kè khè kìa. Nó kè dữ ta. Không gì đâu. Lạ nó động động. Ồ, nó kè cái nó im ha. Ừ, nó nghe tiếng quen rồi dạ. Nó im luôn lại ha.
Bởi vì là mà người lạ lại giới chuồng bắt đầu nó làm dữ lắm à. Ồ, vậy là nó binh tính hay dữ người ta. Có nghĩa là nãy giờ con với chú Tư nói chuyện có thể nó nghe rồi đó. Biết luôn nó. Dạ. Bởi vì nó mới im đó. Thôi vậy. Dạ. Hết khè rồi đó. Hết khè nè, vô khè cái nó nghe cái tiếng mình nói lên cái nó im ru liền à. Mày không có gơ nghe chưa? Nghe chưa? Cũng mà hở hở mà khè khè chết mẹ. Không có quen mà. Quen không à. Có khách đến thăm mà đưa xét cái đầu nó biết mẹ nó không làm gì hết. Không đụng là không khè. Không đụng là không khè luôn hả? Tao đụng thử đuôi cạnh. Anh bên đó thì nằm hiền dưới ta. Anh nằm anh hiền quá hiền. Nó nó mình khè nha. Đụng khè rồi. Khè kìa. Cũng như mình là khè nha. Mình đó rất là hiền luôn. Nó hiền dụ quá ảnh luôn, ảnh được cái căn này là đủ là hiếp ảnh ảnh nằm du chứ đâu có dám. Dám ó hé luôn hả? Dám ó hé thành ra anh đâu dám nhảy. Rồi. Dữ rồi. Này dữ rồi. Chị cả rồi. Rớ vô rồi. Ở trên cái đầu nó con thấy nó có mấy cái đốm này là đốm gì hả? Trời ơi, chỗ đó bị muỗi cắn. Muỗi cắn hả? Trời, con tưởng đâu là nó có cái dấu gì nữa chứ. Muỗi cắn nó là bị muỗi đốm gì ta. To rồi, 50 kg thì to. Dưới mình thấy có thêm mấy cái lỗ nữa mà. Hết chiếc cái màu đẹp rồi. Dạ. Cháu. Chân đẹp, hết chiếc đẹp rồi, bốn lưỡng luôn. Thì chú anh chị nào mà có ưng ý thì liên hệ với chú Tư nhanh nhanh nha. Để không thôi là có người sẽ... chú bên An Giang qua quay. Về sớm đó nha. Chú bắt sớm đó. Hàm quá. Chứ là mình gặp là mình mê đó. Trong đời đó giờ là mình đi quay rất là nhiều nơi rồi. Mình cũng có gặp rất là nhiều chăn nhưng mà đặc biệt là chăn bạch tạng là mình gặp đầu tiên luôn á. Lớn, cái độ lớn nữa. Thôi, mình đóng cửa đi cho nó im đi. Anh ngủ đi. Anh cầm cây đi em. Rồi. Ôi. Nặng nha. Đi cho ngủ đi. Thôi, rồi để ngủ. Lên. Nó chưa được để này lên nè. Để lên kỹ. Từ nó. Cái ở xóm như Tư hả? Ở xóm. Dạ. Để uống nước trà ha. Để uống trà. Dạ dạ. Câu thì cũng chơi phong thủy quá ha. Hồi nãy giờ mình tham quan cái vườn mạng với cái chú chăn phải nói là rất là đặc biệt của chú Tư, chú chăn bạch tạng. Nếu mà cô chú anh chị nào có tâm ý chú chăn và muốn mua những cái giống mặn phải nói là đặc biệt á thì liên hệ chú Tư. Chú Tư cho con số chú Tư. Số điện thoại là 034 dạ 034 986 3843 3843. Rồi. Dạ. Chú Tư Hậu ở Mỹ Quý. Chú Tư Hậu ở Tháp 10 Đồng Tháp. Tháp 10 Đồng Tháp. Cô chú anh chị nào mà có muốn đặt giống mặn hoặc là mặn quạng, nói chung là mặn quạng. Mặn quạng. Dạ. Hoặc là muốn mua mặn trái thì chú Tư cũng có bán luôn. Ừ, đúng rồi. Và đặc biệt là cái chú chăn, ai muốn sở hữu chú chăn này thì nhanh chăn lên nha. Để không thôi là sẽ có khách đặt trước hoặc là mua nhanh đó nha. Ai mà chậm tay là chừng không còn đó. Rồi anh em con cũng tới đây cũng kết thúc video thì cảm ơn chú Tư rất là nhiều nha. Chúc rồi. Chú Tư, chú Tư với anh chị em luôn là khỏe mạnh. Sức khỏe dồi dào, làm ăn như ý, phát tài phát lộc. Dạ. Cảm ơn chú Tư nha. Tài chú Tư cái. Các cháu là coi như là càng ngày càng quay nhiều clip để mà cho bà con người ta coi. Dạ dạ dạ. Cảm ơn chú Tư. Rồi cảm ơn chú Tư nha. Dạ dạ.